Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cướp tiệm vàng nở rộ Một vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hôm 6 tháng 10 do nghi phạm từng là trưởng phòng thi hành án tỉnh này thực hiện Báo Tuổi Trẻ loan tin Vụ cướp trên xảy ra tại tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu trên đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh Nghi phạm là Nguyễn Văn Tam, 48 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Trà Vinh. Ban đầu, Tam đến tiệm vàng để bán chiếc nhẫn trị giá hơn 7 triệu đồng. Hình ảnh thông tin về vụ cướp tiệm vàng Trà Vinh ngày 6 tháng 10. Trong lúc chủ tiệm vàng, ông Lê Bá Toàn, 44 tuổi, tính tiền để trả, Tam bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân và có ý lao vào quầy giao dịch để cướp tài sản. Bị tấn công, ông Toàn lấy máy tính và cây ném về phía đối tượng, rồi tri hô cướp. Tam bỏ chạy ra ngoài, Chủ tiệm vàng và người giúp việc đuổi theo cùng với người dân truy bắt, khống chế được nghi phạm, bàn giao cho cơ quan công an. Được biết nghi phạm cướp tiệm vàng là Nguyễn Văn Tam, từng là trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, đã xin nghỉ việc từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 để đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, chỉ mới đi được 3 tháng thì Tam trở về và thực hiện vụ cướp tiệm vàng nói trên. Một vụ cướp tiệm vàng khác do một cựu đại quý công an thực hiện xảy ra vào ngày 31 tháng 7 tại chợ Đông Ba, thành phố Huế, theo báo Thanh niên Tường Thuật. Vụ cướp này khá ly kỳ vì kẻ cướp mặc nguyên trang phục công an, cầm súng AK bắn chỉ thiên, xông vào nhiều tiệm vàng trong chợ Đông Ba, cướp rất nhiều vàng, rồi mang ra đường rải khắp nơi, rồi còn hô to với người dân, tới đó mà lượm vàng tề. Hình ảnh thông tin về vụ cướp tiệm vàng ở Huế ngày 31 tháng 7. Nghi phạm sau đó đã được xác định là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại tòa, cựu đại quý công an này khai nhận, đi cướp tiệm vàng nhằm mục đích hạ thấp uy tín danh dự của lãnh đạo trại giam Bình Điền, nơi ông này công tác. Hành động cực đoan này của ông Quốc cho thấy bầu thuẫn trong nội bộ ngành công an đang rất gây gắt. Vụ này khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của cựu đại quý công an Lê Chí Thành Người đã miệt mài theo đuổi việc tố giác những sai phạm của lãnh đạo mình là Đại tá Lê Bá Thụy, giám thị trại giam Z30D tại Thủ Đức. Kết quả Đại tá Thụy vẫn bình yên vô sự, còn cựu đại úy Lê Chí Thành thì bị kết án 3 năm tù giam vì tội lợi dụng tự do dân chủ theo điều 331. Cũng cần nói thêm, thời gian gần đây rộ lên rất nhiều vụ cướp tiền vàng, cướp ngân hàng như phim Mỹ, Hình ảnh thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại Cam Ranh ngày 23 tháng 9. Ngày 23 tháng 9, báo tuổi trẻ tường thuật về một vụ cướp xảy ra ở tiệm vàng Kim Thao, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa truy bắt được hai nghi can của vụ cướp này. Hai nghi can này khá táo tợn và chuyên nghiệp khi mang khẩu trang, đội tóc giả, đi xe biển số giả, đeo theo súng và thực hiện vụ cướp chớp nhoáng. Một vụ khác nữa xảy ra vào tối ngày 11 tháng 8 tại tiệm vàng Kim Ngọc Phát, ngay mặt tiền đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghi phạm Lê Tấn Đạt, 25 tuổi, đến tiệm vàng này giả vờ mua vàng, rồi bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, Đạt đã chạy vào hẻm cục, rồi bị nhân viên tiệm vàng và người dân khống chế. Tối 7 tháng 6, một vụ cướp xảy ra ở tiệm vàng Đức Nam, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương hai nghi phạm là Lưu Văn Đạt sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Doanh sinh năm 1989 đã dùng búa đập vỡ cửa kính để lấy vàng và nổ súng làm bị thương con trai của chủ tiệm vàng. cả hai đã bị bắt giữ trong quá trình tẩu thoát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin cướp tiệm vàng nổ rộ bồi thường cho người bị bắt oan 43 năm trước tại Bình Thuận. Ngày 5 tháng 10, VOA Tiếng Việt loan tin Bình Thuận bồi thường 1,9 tỷ đồng cho người đã khuất, từng bị bắt oan 43 năm trước. VOA dẫn tường thuật của các báo Việt Nam cho hay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận ra quyết định bồi thường đối với ông Võ Tê với số tiền là 1,9 tỷ đồng cho việc ông bị bắt giam oan cách đây 43 năm và thông báo cho gia đình ông hôm 3 tháng 10. Theo VOA, ông Võ Tê, sinh năm 1932, bị bắt tạm giam trong 4 tháng cuối năm 1980 vì bị tình nghi đã gây ra vụ án giết người cướp của vào ngày 31 tháng 7 năm 1980. Nạn nhân trong vụ án này là một phụ nữ có tên là Phan Thị Khanh, sinh năm 1954. Tuy nhiên, sau 152 ngày bị giam, công an xác định không đủ cơ sở, chứng cứ để buộc tội ông là người thực hiện hành vi giết người. Vì vậy, ông được thả tự do. Nhà chức trách cũng thừa nhận khởi tố tạm giam ông khoảng thời gian đó là không đúng quy định pháp luật. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn báo chí trong nước cho biết mặc dù được công an thả, nhưng vì không có quyết định đình chỉ bị can của cơ quan công quyền, nên kể từ ngày ông Tê bị bắt oan, cả gia đình ông phải sống trong tuổi nhục, bị hàng xóm xa lánh, các con của ông phải bỏ học giữa chừng. Ông buồn bã, lâm bệnh rồi qua đời năm 1994 khi vẫn còn mang thân phận bị can. Vẫn theo VOA, đến năm 2020, con trai của bà Khanh tự lần ra chứng cứ, dấu vết và tố cáo với công an rằng ông Trương Đình Chi, sinh năm 1956, có thể là nghi phạm thực sự trong vụ án giết người cướp của. Đến tháng 11 năm 2021, công an xác định ông Chi chính là nghi phạm. Nhưng kể từ năm 1980 đến năm 2021 đã là 41 năm, nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chi. Bộ luật hình sự của Việt Nam quy định rằng thời hiệu xử lý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm. Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê. Trên cơ sở quyết định đó, VOA cho biết con trai của ông Võ Tê đã làm đơn yêu cầu minh oan, bồi thường oan sai cho việc khởi tố bắt giam oan ông cách đây 43 năm. Hồi tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Bình Thuận và Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh này đã công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, thừa nhận việc bắt giam sai trái đã gây tổn thất tinh thần và vật chất cho ông và gia đình, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Ông Võ Tê đã phải gánh chịu những mất mát thiệt thòi trong quá trình bị tạm giam và trong cuộc sống tại địa phương. Hình ảnh gia đình ông Võ Tê tại lễ xin lỗi công khai của công an Bình Thuận tại buổi xin lỗi cơ quan tố tụng các cấp thừa nhận sai sót từ vụ việc này rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tiến hành tố tụng thay mặt gia đình người con trai của ông võ tê đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng ở việt nam án oan sai không thiếu và rất ít vụ được minh oan vụ án oan nổi tiếng và sau đó được minh oan là vụ ông nguyễn thanh chấn ông chấn bị kết án chung thân về tội giết người ông Chấn chỉ được thả tự do sau khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú. Lúc đó ông Chấn đã phải ngồi tù hơn 10 năm. Một số vụ án oan khác như vụ ông Hàn Đức Long, vụ Huỳnh Văn Nén, vân vân. Tuy nhiên đây chỉ là những vụ án hiếm hoi được minh oan. Còn rất nhiều vụ án oan khác mà bị cáo không được minh oan. Dù tình tiết vụ án đầy mâu thuẫn và có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, như những vụ án oan nổi tiếng của Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh. Mới đây, người ta còn nhẫn tâm đem Lê Văn Mạnh đi thi hành án, bất chấp việc lên tiếng của cộng đồng và quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin bồi thường cho người bị bắt oan 43 năm trước tại Bình Thuận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d